Hello, xin chào mọi người, lại là Thắng đây. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về profile của Wow. Đây là một dự án viết tắt của từ dạng Well on Wellnet. Nó có viết tắt là Wow. Wow, nó như là kiểu như chúng ta là gì ạ? Cảm một cái từ cảm thán đúng không ạ? Wow, tuyệt vời. Nó là như vậy đó ạ. Đúng không ạ? Ok, thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhé cả nhà nha. Ok. Thì qua profile, đây là một công ty truyền thống, công ty tên đầy đủ là Life Solution Holding. Đó, nó nằm tại là Landmark 81, nằm tại Landmark 81 Vinhome Central Park của tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Đó, thì có thể mọi người có thể đến tham quan văn phòng và tìm hiểu. Thì công ty Life Solution này ra đời để làm gì ạ? Để giải quyết cái nỗi đau của thị trường. Nỗi đau của cái thị trường này nó vô cùng lớn. Đó chính là cái hội chứng rối loạn chuyển hóa. Ở trên thế giới thì cứ 4 người có một người bị rối loạn chuyển hóa như này. Tại Việt Nam của chúng ta thì cái tỷ lệ này nó không phải là 4 người bị một người nữa, mà nó nhiều hơn rất là nhiều đấy cả nhà. Đó là gì ạ? Do cái thói quen của chúng ta ăn uống không khoa học, dinh dưỡng nghèo nàn. Thứ hai nữa là thiếu ngủ, đúng không ạ? Chúng ta thiếu ngủ đấy là một cái hội chứng mà dẫn đến cái việc rối loạn chuyển hóa cực kỳ nhanh. Đó. Thứ ba nữa là lười vận động. Chúng ta thường xuyên gì ạ? Mua đồ ăn nhanh về nhà này, sau đó là ngồi nhà xem tivi này, rồi đi làm tại văn phòng đúng không ạ? Ngồi trên máy tính làm việc liên tục đúng không ạ? Xem tivi cũng nằm đúng không ạ? Rồi không có vận động gì cả, suốt ngày xem điện thoại. Đó, ô nhiễm môi trường, công nghiệp hóa hiện đại hóa thì dẫn đến cái việc ô nhiễm môi trường nó càng ngày càng diễn ra. Nó dẫn cho đến cái việc đó là không khí của chúng ta không còn trong lành nữa, đúng không ạ? Ô nhiễm môi trường nó là cái nguyên nhân dẫn đến cái rối loạn chuyển hóa rất là nặng. Thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư rồi. Tiếp theo đó là stress. Stress thì do cái công việc của chúng ta càng ngày càng áp lực, đúng không ạ? Nhất là những bạn làm việc ở văn phòng hoặc là những người mà thường xuyên thì ạ phải gặp các đối tác, đúng không ạ? Trong công việc kinh doanh của chúng ta thì liên tục chúng ta gặp những áp lực, đúng không ạ? Và dẫn đến stress. Hay là những cái bạn phụ nữ, đúng không ạ? Đẻ con xong thì cũng bị stress, đúng không ạ? Ở trong gia đình lâu quá không đi làm cũng stress, vân vân và vân vân. Thứ sáu đó là dùng nhiều hóa chất quá. Chúng ta ăn uống đã không khoa học rồi, chúng ta uống thuốc chúng ta cũng không khoa học luôn. Rồi chúng ta uống thuốc là gì ạ? Cứ ra ngoài tiệm thuốc tây kia, chúng ta mua cái thuốc theo cái gì ạ? Cái cảm nhận của gì ạ? Của mình là mình bị đau đầu chẳng hạn, mình ra tôi mua thuốc đau đầu, mình bị đau bụng mình ra mua thuốc đau bụng, và dẫn đến cái việc đó là chúng ta dùng quá nhiều hóa chất vào trong cơ thể mình, và nó dẫn đến cơ thể mình bị rối loạn. Và từ cái việc mà rối loạn nhiều năm như này và trong nhiều chục năm như vậy thì các chức năng trong cơ thể đúng không ạ? Gan, thận, phổi, máu nó bị rối loạn liên tục như vậy thì nó dẫn đến cái việc đó là chúng ta bị tiểu đường này, đúng không ạ? Tim mạch này, ung thư, béo phì và nhiều các căn bệnh mãn tính không lây khác, nó chính là từ cái rối loạn chuyển hóa này ra. Các bạn đã nhìn thấy mình ở trong này chưa ạ? Cực kỳ nguy hiểm đúng không cả nhà? Đó, và ba cái trụ cột này giúp cho cái công ty Life Solution Holding này phát triển mạnh mẽ trong thời gian vừa rồi. Đó là gì? Ba cái trụ cột giúp cho thay đổi cái ý thức hệ chăm sóc sức khỏe chủ động của mình đó, và tạo ra một cái văn hóa mới về cái lối sống khỏe mạnh đúng không ạ, và khoa học hơn. Đó, nhờ vào cái bộ sản phẩm công nghệ gen, cái bộ sản phẩm này nó giúp cho thay đổi cái cơ thể của chúng ta, giúp cho chúng ta có những cái gì ạ, những cái sản phẩm để thay đổi dinh dưỡng, thay đổi cơ thể của mình đúng không ạ, chuyển hóa nó về một cái trạng thái cân bằng tốt nhất. Thứ hai là dinh dưỡng chuyển hóa. Ngoài cái việc chúng ta dùng sản phẩm tốt ra thì chúng ta còn phải dùng dinh dưỡng chuyển hóa, chúng ta ăn uống khoa học hơn đúng không ạ, ăn uống rau xanh, ăn uống những cái gì ạ, thức ăn có nhiều protein và ít chất béo đi, và trong này chúng tôi cũng có quy chuẩn cho các bạn. Thứ ba là luyện tập một cách khoa học. Chúng ta luyện tập ở đây không phải chúng ta cứ phải chiều tối nào cũng đi tập gym đúng không ạ, nhưng chúng ta sẽ có những cái bài tập vận động làm sao cho khỏe mạnh,
giúp cho cơ thể của chúng ta điều hòa khí huyết, đúng không ạ? Giúp cho cơ thể của chúng ta cân bằng lại. Đó, đây là ba cái trụ cột này. Và trong 10 năm qua thì ProPlanet đã xây dựng lên hàng chục ngàn khách hàng trong 10 năm qua và mang lại doanh thu hiện giờ là 1.200 tỷ trên một năm. Vâng. Nhưng cái 1.200 tỷ này như thì bản thân như em Thắng hay tất cả mọi người thôi, thì chúng ta chỉ có dành ra đây là chỉ có 10% chi tiêu vào trong ProPlanet này thôi. Nhưng còn 90% còn lại, đó là 10.080 tỷ chi tiêu cho những nhu cầu khác thì chúng ta đang chúng ta chưa khai thác một tí nào cả. Và cái app Wow này của chúng ta bắt đầu ra đời để giải quyết nó, đúng không ạ? Nó sẽ có một cái gọi là ProPlanet online để chúng ta có thể lên đó tương tác này, nhắn tin và cùng học tập nhau để giúp thay đổi về sức khỏe. Và tiếp theo là các kênh apply như là trung tâm về ProPlanet. Chúng tôi xây dựng 300.000 trung tâm ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam của mình. Rồi, thì trong cái app Wow này nó có cái gì mà lại hay ho như vậy, đúng không ạ? Thì trong cái app Wow này, như anh chị em nào chưa tải mà xem được cái video này thì mọi người hãy nhanh chóng tải cái app Wow này về và lấy link đăng ký của cái người giới thiệu của mình. Đó, ở trong cái hệ sinh thái dành cho cộng đồng của chúng ta, ở trên này chúng ta có thể vào đây là gì ạ? Xem video này, xem ảnh này, xem những người bạn của chúng ta tương tác, like, comment, share những cái bài viết đó, đúng không ạ? Đó, cứ chơi như kiểu Facebook của chúng ta thôi, đúng không ạ? Tiếp theo là gì ạ? Nơi này tham gia vào đây để 60 ngày chuyển hóa, nên mọi người có thể vào đây, mọi người trong 60 ngày mọi người có thể chuyển hóa cái ProPlanet này. Tiếp theo là cái nền tảng thương mại điện tử để chúng ta khai thác nốt 90% còn lại, đúng không ạ? Vì các bạn có thể những đồ ăn, thức uống hay những cái gì đó chúng ta đang kinh doanh, chúng ta có thể đưa lên trên này để thương mại cùng với nhau, đúng không ạ? Thông qua một nền tảng rất là hay, đúng không cả nhà? Và chúng tôi đang xây dựng dần dần từ năm 2023 đến năm 2027, đó chính là Wow Shop. Nó sẽ có rất nhiều các sản phẩm, nơi cung cấp cho cộng đồng những cái sản phẩm tiêu dùng rất là thiết thực cho các bạn. Thứ hai là Wow Social. Đây là một nguồn dữ liệu siêu lớn về người dùng và kết nối người dùng. Cái này nó là một cái big data rất là lớn và rất nhiều các ông lớn đang thèm khát những cái điều này. Và tại Wow cũng có cái điều này luôn cả nhà. Thứ ba nữa là kết nối thương mại. Nó tạo ra cái dòng tiền cực kỳ khổng lồ. Chúng ta có thể kết nối tất cả các quán, nhà hàng, khách sạn, vân vân và vân vân, bất cứ ở đâu có con người là chúng ta đều có thể kết nối thương mại và tạo ra dòng tiền được, thông qua một cái gọi là affiliate marketing, để xây dựng ra một cộng đồng, tạo ra nguồn thu với mỗi lượt mua hàng qua cái đường link của chúng ta chia sẻ thôi. Và chúng ta có thể khai thác được 10.080 tỷ còn lại, đó chính là chi tiêu hàng ngày của trong cộng đồng của chúng ta thôi, là chúng ta đã rất là tuyệt vời, đúng không cả nhà? Cái điểm nhấn tiềm năng của cái dự án Wow này đó chính là ProPlanet. Nó với cái sự đồng hành của đội Custom Service và Wellnet Mentor, thông qua một cái nền tảng công nghệ của app Wow, và việc chăm sóc khách hàng trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn rất là nhiều trong cùng một thời điểm, với cái sự hỗ trợ của công nghệ và có thể chăm sóc và phục vụ hàng triệu người, đúng không ạ? Bình thường như chúng ta chỉ chăm sóc một người, hai người thôi là chúng ta đã rất vất vả rồi, vài chục người thì vô cùng vất vả, đúng không ạ? Nhưng với công nghệ này, với cái app này, chúng ta có thể chăm sóc hàng triệu người và mang lại cái hiệu quả tối ưu tốt nhất cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Ok, cái điểm nhấn tiếp theo của cái dự án này đó, chúng ta chứng minh bằng kết quả qua chỉ số máu. Thông qua chỉ số máu, chứ chúng ta không có chứng minh bằng mồm. Bình thường chúng ta này, một sản phẩm nào đó này, ôi sản phẩm tôi tốt lắm, tuyệt vời lắm, và đấy là cảm nhận, đúng không ạ? Nhưng mà ngày đó chúng ta đang không vui, chúng ta có thể cảm nhận, ôi cái sản phẩm tôi thì chả thấy tuyệt vời thế nào, sản phẩm bạn bán cho tôi không cảm nhận thấy điều gì, đúng không ạ? Đó, nhưng với ProPlanet chúng ta sẽ được chứng minh kết quả thông qua cái chỉ số máu của mình. Đó, vì như mọi người tham gia đây, mọi người sẽ xét nghiệm máu, thì chúng ta cũng sẽ được xét nghiệm máu một đơn vị rất là nổi tiếng, đó chính là Melatech, đang là đối tác cùng với cả Wow, để chúng ta có thể là xét nghiệm máu tại nhà luôn cả nhà. Mọi người chỉ gọi điện thôi là họ đến tận nhà để xét nghiệm máu, và từ đó là các mentor sẽ đưa ra các sản phẩm để làm sao để chuyển hóa trong 60 ngày cho các bạn. Ok rồi, ok.
Tiếp theo đó là tầm nhìn và sứ mệnh, giá trị cốt lõi của WOW. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về tầm nhìn. WOW sẽ trở thành một tổ chức tư nhân tiên phong mang lại cái nhận thức đúng về lối sống khỏe mạnh thông qua cái giáo trình gọi là ProVenet cho 1 triệu người dân Việt Nam, có nghĩa là sẽ là 1% dân số vào năm 2027, và chúng tôi bắt đầu mới triển khai đầu năm 2023 thôi ạ. Cái sứ mệnh của chúng tôi đó là mang đến cái giải pháp chăm sóc sức khỏe tối ưu ProVenet cho toàn xã hội, phổ cập kiến thức và thực hành dựa trên 3 cái trụ cột sức khỏe trong cái giải pháp ProVenet này. Từ đó là tạo ra một cái thói quen khỏe mạnh để chống lại các cơn bão rối loạn chuyển hóa và là nguyên nhân dẫn đến các bệnh tật và chất lượng cuộc sống thấp. Đó, cái giá trị cốt lõi của cái dự án WOW này đó chính là cái giải pháp duy nhất mang lại cái kết quả bằng đo lường thông qua chỉ số xét nghiệm máu. Đó, chúng ta đang là gì ạ? Sử dụng cái giá trị cốt lõi đó chính là phải xét nghiệm máu. Đó là cái mà chúng ta nói trên kết quả chứ chúng ta không nói bằng mồm cả nhà. Rồi, và mọi người có thể lên trên Google Map, mọi người chỉ gõ ProVenet Family thôi thì mọi người sẽ thấy tất cả những cái trung tâm điểm chăm sóc sức khỏe của ProVenet trên khắp đất nước Việt Nam của chúng ta. Và đây là nơi cung cấp bộ kiến thức khoa học, cả ba cái trụ cột quy chuẩn sức khỏe chuyển hóa. Bạn sẽ được động viên, hỗ trợ, chịu trách nhiệm và hướng dẫn kiến thức cần thiết cho mỗi bước đi trên hành trình thay đổi sức khỏe, chuyển hóa trong 60 ngày của bạn và xây dựng được cuộc sống thịnh vượng đến từng gia đình. Đó, rất là tuyệt vời đúng không cả nhà. Ngoài ra, vào đây chúng ta sẽ có những cái nguồn thu nhập từ cái việc chúng ta xây dựng và phát triển cái dự án WOW này. Đó là gì ạ? Khi chúng ta tham gia cùng là đối tác của Life Solution Holding thì chúng ta sẽ có 40% doanh số bán hàng từ dịch vụ ProVenet này là các bạn sẽ được chiết khấu trong cái nguồn thu đầu tiên từ cái doanh số bán hàng. Thứ hai là doanh thu từ dịch vụ tiếp thị liên kết trên app WOW đó ạ. Vậy mai sau mọi người xây dựng ra cộng đồng 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 người đúng không ạ? Thì mọi người có thể là gì ạ? Những người đó mua gạo này, mua những đồ ăn thức uống hay là những dịch vụ ở trong cái app WOW này thì chúng ta đều có được phần trăm trong đó, rất là tuyệt vời đứng ở nhà. Bình thường chúng ta lướt trên Facebook, chúng ta lướt trên Zalo, chúng ta không có cái phần này, nhưng tại WOW chúng ta lại có cái phần này cho tất cả các bạn đúng không ạ? Cái nguồn thứ ba, một cái nguồn rất là quan trọng, các bạn khi nhìn thấy ra cái cơ hội ở đây đúng không ạ, Life Solution Holding sẽ chia sẻ cái sở hữu cổ phần của mình cho gì ạ, tất cả những người phát triển ProVenet đúng không ạ? Các bạn xây dựng chuỗi ProVenet và các bạn đặt doanh số và các bạn có một cái mức tiêu thụ nào đó mà gì ạ, theo cái gọi là cái chỉ định của ProVenet và của WOW thì các bạn sẽ được sở hữu cái cổ phần này. Đó, thì chúng tôi có một cái doanh số đó rồi mà các bạn đạt được là các bạn sẽ được sở hữu cái cổ phần này. Thì ở trên cái chuỗi giá trị của Life Solution Holding này là gì? Đó là đầu tiên chúng ta sẽ có dòng tiền từ việc chúng ta chăm sóc sức khỏe và Big Data. Từ cái việc đó là chúng ta tiếp thị liên kết đúng không ạ? Cái giá trị tiếp theo đó là cái WOW Social. Nếu chúng ta bình thường chúng ta có thói quen chúng ta lên Facebook hay lên TikTok đúng không ạ? Chúng ta có thể lên trên này, cũng có đầy đủ tất cả các nền tảng ở trên đó để các bạn có thể là gì ạ? Các bạn có thể vào đó để trải nghiệm cũng như phát triển ở trên này. Thứ tư đó là nhượng quyền, các bạn đi nhượng quyền các chuỗi ProVenet Family này, các bạn cũng sẽ nhận được từ 5 đến 10% cái doanh số bán hàng, doanh số dịch vụ khách hàng của cái nhượng quyền này. Thứ năm đó là cái học viện mà chúng tôi đã xây dựng trong 10 năm qua, đó là học viện giáo dục sức khỏe và kinh doanh. Nó giúp cho hàng gì ạ? Hàng nghìn người tạo ra hàng nghìn triệu phú, hàng nghìn tỷ phú ở tại Việt Nam của chúng ta, đúng không ạ? Đó, và tiếp theo đó là cái trung tâm chăm sóc sức khỏe online ProVenet. Đó là những cái chuỗi giá trị mà các bạn sẽ nhận được trong thời gian khi các bạn tham gia đồng hành cùng là đối tác của Life Solution Holding. Đó, thì với cái gì ạ, bản đồ, một cái map ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là khi chúng ta vào đây, chúng ta giải quyết cái nỗi đau của thị trường thông qua cái việc đó là một cái ngách thị trường đó là rối loạn chuyển hóa. Đó, và chúng ta đưa ra cái giải pháp ProVenet này
Từ cái giải pháp Progenet này chúng ta chứng minh bằng kết quả và đã tạo ra doanh số và doanh thu là 1.200 tỷ trên một năm rồi. Thì bây giờ chúng ta lại xây dựng thêm cái wow, đúng không? Cái app wow này. Chúng ta thu thập big data để phát triển cái cộng đồng của bản thân của mình, đúng không ạ? Cho cộng đồng. Thứ hai, chúng ta lên đây kinh doanh mua bán, đúng không ạ? Trung gian thương mại cho tất cả các nền tảng ở trong này và xây dựng ra affiliate marketing để chúng ta có tạo ra những cái dòng tiền và những cái nguồn thu từ Live Solution Holding này. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Đó. Rồi các bạn lựa chọn đây, chúng ta bắt đầu bằng cách đó là chúng ta vào tham gia và cam kết 100% trở thành người dùng giải pháp Progenet này, đúng không ạ? Rồi và sẽ có gì ạ? 20% những người phát triển cộng đồng kinh doanh với chúng ta, đúng không ạ? Ví như là mọi người chỉ vào đây giới thiệu 100 người, chắc chắn sẽ có 20 người sẽ phát triển cộng đồng kinh doanh với mình, với phát triển các chuỗi Progenet cùng với chúng ta, chỉ có 1% thôi. Và đây là những người lead thị trường tạo ra các chuỗi Progenet Family này và Progenet Family Product này. Và các bạn có muốn mình là 1% nhỏ bé này không ạ? 1% này nhưng nó rất là lớn đấy cả nhà. Cũng rất mong những ai xem được cái video này, các bạn sẽ trở thành cái người là 1% đi lead thị trường, xây dựng ra các chuỗi và lan tỏa cái giá trị về sức khỏe đến cho toàn thể cộng đồng. Ok, thank you các bạn. Vừa rồi Thắng đã giới thiệu cho các bạn toàn bộ về gì ạ? Profile của công ty Live Solution Holding. Chúc bạn sức khỏe và thành công. Nhớ like và share cái video này cho những người bạn thân yêu nhất, giúp cho các bạn đó có một cái sức khỏe tốt, giúp cho bạn có những cái nguồn tiền, dòng tiền từ những cái giải pháp về sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.